Làm thế nào để cắt lưới cầu lông một cách chuyên nghiệp nhất thế giới? Mình sẽ hy sinh bộ lưới của cây 100cz này nhá. Nào bắt đầu nào. 1 1 2 3 cắt, 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 cắt. Đấy, nó phải đếm chuyên nghiệp như thế chứ các bạn, chứ không phải là cắt bừa đâu nhá. Nhưng mà thực ra từ nãy giờ là mình xạo đấy các bạn ạ. Chỉ các bạn cắt thích cắt thế đéo nào cũng được nhá.